Grammar part 1. We go night timui. Present simple passive voice. Okay, chang kon mer ni present simple pachaban kal da prae che passive voice men nei tha prathean chi ne rong amper pi kam wat avay na. Usage ka pra pra. We use it to talk about the actions happen in the present. Chang kon mer ni ka pra pra pu jeung pra pra present simple passive voice to talk about dambei nigei ampi sakamphiep kaat laeng neu knong pachaban kaal. It's not clear or not vital. Chang mean nei tha mai sakamphiep keu vie yang mai keu sakamphiep vie keu vie mun chbas loh rư ko vital ko meun ni vital mean nei tha somkhan chang vie keu mun chbas loh rư ko vie keu mun somkhan te. How does the action dial nona first sakamphiep positive? Okay, chang kon meul chip yok srob veng na. Subject plus to be con mơ nè, con này chỉ present cứ về mình am, is, are. Plus verb C cứ past participle. Plus object. Cứ cầm bọn hai nếu con complete cứ full stop. Rồi hai con mà mơ theo khẳng định vậy nè. I'm educated by my family. Chống ban of room doi rosa rubber kshum. Okay, chung kalai ni kư important na. Kalai important kư kong pra pi bai na. Mention chba lo kư kong pra pi bai. Tai ba mun chba lo te kong mun bai pra pi bai te na. Our students are taught by teachers. Kong mơ ne all tiang off. Students, sir, regards a sir. Taught, con mơ taught ni mau bi, verb 1 và con cứ teach. Verb 2 cứ taught, verb 3 cứ taught đại nè. Bài cứ đòi, đòi xa, teacher, kru mù riêng. Chẳng mình nên thả sân sân tiếng ó, cứ trở bàn bổ riêng đòi, lục kru nè kru. Dara, enari, that is married by parents. Con mơ nè, nara hai nari. Dara hai nâng nari. Con nè, apostrophe, o e ni cứ mô bì bìa a. Chẳng sử sê chứ sợt phong cứ apostrophe, o e. Married by parents. Married nè, con mơ nè, married cứ mà chào hình chôn đời vài nè. Chương trình đẹp bộ quái con tới chê vai tư chữ ai sân á. Rồi hai bán con thang y đi. Tư chia vô thu nô vô trì nha. By parents, đói xa ở phụng đại, đói xa ba mạng. Ok, chân con mơ là mình. Dara, enari, merit, by parents. Chân có tha mẹ. Dara, hai nari, trở bàn điệp cá đói. Ba mạng quát chì nè, rịp chăm chung là quát nè. Ok, rồi hát câu nổ mơ chì negative vậy nè. Subject plus to be, am is are, plus not, plus verb 3, plus object, full stop. Chân verb 3 cứ past participle. Rồi hát câu nổ mơ thì hồ vậy nè. This game isn't won by me. Ok, this nè, game là bài liền game này. Asian cứ mình bàn. Chẳng là bài này cứ mình bàn nhé. Đói xa trong nụ tỷ. Ok. Chẳng bình vợ 1, vợ 2, vợ 1, vợ 3 của vợ này nè. Là bài này cứ mình bàn nhé. Đói xa trong tỷ. Ok.
chẳng con complain nè nơi bên này cứ thiên chỉ nè rô ngọng bơ bị cầm bọt ở vầy nè cầm bọt nè thua ngọng bơ từ lời thiên bình nè the layers aren't tied by me ok chẳng con mơ là vầy letters support letters support aren't tied tied nè cứ về tầm bọt đó nè hay by me đòi xa chồng chẳng mình nè thang sầm bốt của bạn là so của bạn đại nó bên đi chia thả so tới nè à so tiếng ó cứ mình ra bàn vi at bot đại sa chung nội tệ nè cứ mình đẹp xây chỉ nè chui về còn thàn diệt ok chân còn mở tiết bread isn't made from rice còn mở nè bread mình nè thả nụm bằng isn't made cứ mình trai ban bằng cát một pí bằng cò tể nè rai nè bài sao bằng cò chân mình miến nung tán cứ mình miến bằng cát một pí bằng cò tể chân con mơ còn lại nè cứ not mention clearly chân not mention qua ngò tí mình bài trả bài tí nè ta mơ sân chỉ mention qua ngò cứ con trả bài màu nè nó bên nè ọt qua ngò tí not clear not vital nè con mơ nè not clear ឬក៏ not vital អត់ច្បាស់លាស់ឬក៏ អត់សំខាន់ទេ កូន មិន បាច់ ប្រើ ពាក្យ by ទេ ណា បើសិន ជា សំខាន់ គឺ កូន ប្រើ ពាក្យ by នេះ ណា បើ សំខាន់ ប្រើ ពាក្យ by តែ មិន សំខាន់ ទេ កូន មិន បាច់ ប្រើ by ទេ ណា គឺ not clear not important not vital okay ចឹង ជា ការ ពិត គឺ បើសិន ជា ការ ពិត គឺ bread is made from flour flour គឺ mà sang flower cứ F L O U R and a flower ok chân con mơ ngày nay con sắc xa đang bị vẹt thì mùi sân á cứ con sắc xa bị positive nâng negative rồi hai nâng bị cao thiết con nâng đang bị tùm rộng bị tiết cứ yes no question sign a question with question word tiết ok. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Lucky together.